Happy Mother's Day. Nói đến ngày lễ mẹ, không phải chỉ là hôm nay, ngày mai, ngày mốt, mà phải nói rằng là forever, mãi mãi và mãi mãi sẽ là một người mẹ luôn thương mến các con. Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, làm những món ăn đơn giản, ông cả không có đi làm, nghỉ làm ngày hôm nay. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật là 3 ngày của cái tuần lễ Mother's Day, ai nấy đều bận rộn hết. Nếu mà mình muốn mua bông để tặng cho mẹ đó, thì mình nên mua thứ 6, trễ lắm là thứ 7, mà phải đi thật là sớm vào trong các chợ. Ở gần nhà mình có một cái chợ Safeway, lúc nào cũng vậy, vào ngày lễ Mother's Day ha, là bông phải nói là tràn ngập luôn, chỉ cần qua một đêm thôi. Thí dụ bây giờ thứ 6 nè, mình ra ngoài đó là không có được, đông người lắm, người ta đi mua bông. Sáng sớm thứ 7 ha, ra là không còn bông luôn. Vì vậy cho nên mình nói nếu mà muốn đi mua bông tặng cho mẹ đó là hôm nay đi mua. Đó, chứ đừng có nói gì là ngày chủ nhật ha. Cho nên năm nào cũng vậy, con gái mình thường hay mua bông cho mình á, mua từng rồi, một bình bông rồi, cho đi ăn rồi. Mỗi năm đều có những câu hỏi rất là vui, mà năm nào mình cũng hỏi giống như vậy, mà ông xã mình cũng vẫn trả lời là như vậy. Ngày lễ Mother's Day tặng cho cái gì đây? Ông xã nói lại một câu, đâu phải là má của tôi đâu mà tôi tặng. Đó, đơn giản á cô chú ha. Vợ chồng mà có những lúc mình nói những cái chuyện cho nó vui, chứ nó không có ý gì hết. Bông hả, lúc nào thích thì cũng đi mua được, cần cái gì thì mình đi mua, chứ không cần phải đợi đúng cái ngày lễ. Còn đối với con cái của mình thì nó lại khác. Quan trọng cho cái ngày lễ mẹ, nếu có thể về nhà thăm, hoặc là có thể gọi, hay là có thể đưa đi ăn. Bây giờ nói đúng ra cuối tuần mà đi ăn là mệt lắm, đông lắm, chen nhau hả, nhiều khi hả, mấy tiếng đồng hồ. Còn khi mà vào nhà hàng ăn rồi đó hả, là thôi người ta hối mình đó hả, đem thức ăn ra, mình không phải mình nói nha cô chú ha. Nhiều khi vào những cái nhà hàng mình ăn đó hả, người ta đem đồ ăn ra, ta muốn liện, ta liện chứ không phải ta để xuống nhẹ nhàng nữa. Rồi hả, ăn xong mình chưa kịp ăn xong cái dĩa đó hả, là lấy đồ ăn mình bơi qua, đổi qua cái dĩa khác để bưng cái dĩa đó đi. Mình nói xin lỗi giống như đuổi mình á. Cho nên mình không bao giờ đi ăn nhà hàng trong những cái ngày lễ Mother's Day. Thật sự mà nói là tại vì sao? Người ta có cần thiết làm như vậy hay không thì mình không biết. Nhưng bởi vì quá đông, người ở trong ăn phải ăn cho lẹ, người ở ngoài đứng đợi xót ruột, đói bụng. Cho nên cả hai đều đứng chính giữa, cái hàng chủ nhà hàng đứng chính giữa, cho nên nó phải đẩy người này, nó đẩy người kia. Cho nên đừng bao giờ đi ăn nhà hàng trong những ngày lễ Mother's Day. Ngày Father's Day thì mình thấy ít hơn, ít hơn. Còn Mother's Day biết tại sao? Tại sao là Mother's Day thì người ta coi rằng là nặng hơn ha? Mình không biết ha. Đó, ông giả ngồi bên kia cười. Hôm nay Hồng lấy cái nồi hấp này ra để mà hấp súp dumpling. Súp dumpling này đó thì mình mua ở trong Costco, trong tủ đá ha. Một cái bịch có tổng cộng là khoảng 40 cái. Khi mà mình hấp dumpling đó thì lúc nào cái nồi nước là mình phải cho nó thật là sôi, rồi sau đó mình mới lấy cái dumpling này ở trong tủ đá ra là mình cho vào trong cái nồi liền, đừng có để ở ngoài. Và trong cái bịch đó thì lúc nào người ta cũng có những cái tờ giấy như thế này. Và cái dumpling này ăn rất là ngon luôn, nó nhỏ nhỏ dễ thương lắm, hấp rất là mau. Mình chỉ cần lấy cái muỗng ha, mình cho cái dumpling này trong cái muỗng đó, rồi mình cắn ăn đó, thì trong đó nó ra cái nước súp rất là ngon luôn. Hôm trước có bạn hỏi mình là cái nồi hấp này mua ở đâu. Trên Amazon hiện bây giờ đang có bán, rất là tiện. Mình thích cái nồi này á là bởi vì cái nắp nó có cái chiều cao, ví dụ mình hấp gà ha thì có cái đủ chiều cao để mình để gì con gà. Còn những cái nồi hấp khác á thì cái nắp nó nằm sát với cái miệng nồi, vì vậy cho nên mình không có hấp gà được. Cái này là một cái mà Hồng rất là thích, ở trong này nó có rất là nhiều ngăn, mình có thể để một lớp, hai lớp hoặc ba lớp. Để mà mình hấp dumpling, bánh bao hay bánh giò đó thì thật sự mình cũng không cần phải có một cái nồi lớn như vậy đâu. Mình chỉ cần có một cái nồi cung điện nè, hay là một cái nồi slow cook. Bởi vì những cái nồi đó lúc nào mình mua đó, người ta cũng có những cái dĩ sẵn ở trong cái nồi. Mình chỉ cần cho nước vào, mình cho cái dĩ vào. Dumpling đó, mình mua thì lúc nào họ cũng cho mình nhiều cái tờ giấy lắm, bởi vì mỗi lần mình hấp tùy theo mình muốn nhiều hay ít. Nhưng nếu mà mình hấp nhiều quá thì mình dư giấy này, mình để lại, hôm khác thì mình dùng.
qua những cái món ăn khác mà mình cần phải hấp, như là dùng cái nồi cơm hay là cái nồi slow cook. Thời gian hấp á thì cũng tùy theo ha, cũng như ở sau này nè, người ta nói với mình có thể dùng cái nồi hấp bằng là bamboo steam, cái rổ cây đó mình cũng thể cho lên một cái chảo nè đó, hoặc là mình dùng cái chảo rồi mình cho một cái dĩ metal là cái dĩ sắt đó, rồi mình cho vào nước thật là sôi mình hấp. Thời gian khoảng 5 phút, khi mà mình mở cái nắp nồi ra đó thì mình thấy cái đông linh nó phùng to rồi nó xẹp xuống, như vậy là đã được rồi. Đã xong rồi đó, mình dùng một cái dĩa lớn một chút ha, rồi mình bưng cái dĩ hấp này ra để lên trên. Như vậy là hai ông cháu đã có một món ăn nhanh gọn và lẹ. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, ông xã không có khỏe cho nên xin phép nghỉ ở nhà một ngày, thức dậy 10 giờ rồi uống cà phê, cũng ra khu vườn giúp mình để mà tưới những cây lá, những cái chậu kiển. Bởi vì hôm nay thời tiết sẽ nóng khoảng là 80 độ F. Bây giờ ra xem thử coi ổng đang đứng ở góc nào ha. Bây giờ mình đi rình ổng ha, xem ổng làm gì. Đó, ổng kéo mấy cái chậu lại cho mình nè. Này, cây ổi. Cây ổi 3-4 năm rồi mà vẫn không có trái. Ông xã nó cầu 20 năm cũng không có trái. Hôm nay á mình ra cái khu vườn đó mình thấy á, trái su su nó lớn nè. Đó, bây giờ cho mọi người xem nha. Đây, để mà nhìn thấy những cái trái su su của mình cho nó rõ ràng á, cái mình lấy mấy cái kẹp nè, cái mình kẹp lên vậy nè, để khi mà mình ngó lên cái mình nói ờ đây nè, trái su su nằm ở đây. Ví dụ là như vậy ha. Rồi bên này cũng có con trái nữa nè. Đó. Con bướm bướm ha. Ủa, con chuồn chuồn chứ, kẹp lên. Rồi bên này cũng có con chuồn chuồn nữa nè. Đó, cho nên hôm nay phải nói là su su của mình đã có trái rồi đây. Trời mà nóng quá đó thì su su nó ra rất là nhanh ha. Đây nó đang chạy nè. Đó. Thành phố Kiroi của mình một khi mình nó đã nóng rồi hả, nóng dữ lắm. Đó, thành ra nếu mà mình muốn tưới cây lá đó thì mình phải tưới vào sáng sớm, và bông á hả sẽ búng ra cũng rất là nhanh. Hôm nay là thu hải đường của mình quá trời bông nè cô chú, nhiều lắm ha, cho mọi người xem đây nè, nhiều lắm nha. Đó, trong này nữa nè, đẹp lắm. Bông thu hải đường á, khi mà nó đã ra thì chùm từ chùm rồi đó, lâu tàn lắm, rất là lâu luôn. Đây, bông mỏ két hôm nay ra quá trời luôn. Nhìn á thì mình nghĩ rằng là nó chết ha, nhưng mà thật sự không phải đâu, nó cứ như vậy nè, rồi cái nó búng ra rất rất là nhiều bông luôn, đẹp lắm đó, rất là dễ thương, dễ tìm lắm, không có khó. Bởi vì cái này nó gọi là crown cover đó, cho nên nó dễ trồng ha. Nó cái nhánh nó như vậy nè, nó dài xuống như vậy nè, rất là dài luôn, rồi cái nó cứ ra bông đó, ăn ra bông như vậy nè. Cây táo tàu của mình nó nay được 8 năm rồi, năm nào cũng vậy ha, cho rất là nhiều trái. Ăn hết trái rồi bắt đầu là kêu bằng chặt đẹp luôn, chặt có nghĩa là không còn cái gì hết, chỉ là một cái gốc cây nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi cái là nó búng lá ra rất là nhanh luôn, mình nói năm nay đừng có chặt nhiều quá, để cho nó lớn hơn một chút xíu nữa. Hôm nay Hồng sẽ hái hết những trái tắc ở trên cây xuống. Và nếu mà mình ăn không có hết đó thì mình rửa cho thật là sạch với lại muối 2-3 lần. Rồi sau đó mình mua mật ong ở trong Walmart đó, rồi mình cho vào một cái hũ lớn rồi mình ngâm để trong tủ lạnh ăn suốt năm luôn. Đây là cách mà của một người chị chia sẻ lại để mà có tắc ăn quanh năm và không có bị hư. Cứ cần lấy ra dầm cho vào cái ly nước đá rồi cho nước vào ăn rất là ngon. Hôm nay Hồng chia sẻ nói về một loại cây lá mà Hồng đã được tặng hồi năm ngoái của một chị hoặc là một em. Hôm nay thì mình thấy được lần là chỉ một năm, thấm thoát một năm qua rất là nhanh. Và hôm nay mình thấy rất là kỹ và nhìn vào trong những cái nhánh lá này có cái gì đặc biệt, thì thật sự ra mình chưa bao giờ có cái cây này, cũng chưa bao giờ biết cái bông nó như thế nào. Nhưng bởi vì chị ấy hoặc là em ấy nói rằng đẹp lắm cô ơi, sẽ tặng cho cô. Rồi bây giờ cho mọi người xem nha, sao mà nó lạ vô cùng luôn nè. Đó, cái lá như thế này nè. Rồi trên những cái đầu ha, nguyên một cái hàng xuống ha. Đó, nó cứ tỉa ra như thế này nè.
Lần đầu tiên nha, lần đầu tiên mình thấy được có một loại cây lá đẹp như thế này và lú ra rất là nhiều. Mình hy vọng vài ngày nữa thôi sẽ cho mọi người thấy được là nó đặc biệt ở chỗ nào ha. Và mình cũng biết được rằng là cái này nè dễ trồng lắm, chỉ cần ngắt rồi mình cắm xuống như vậy sẽ cho mình ra rất là nhanh. Thì thí dụ như đây ha, là đúng một năm nè. Đó, một năm nha, một năm từ khi Hồng được nhận cho vào cái chậu ha, tới bây giờ luôn là như vậy nè. Đó, nó cứ lên cao ha. Và lá nhỏ, lá lớn ở trong này đều có hết nè. Đó, lá nó cũng lớn ha. Wow, quá là đặc biệt luôn. Phải công nhận một điều đó, Hồng thấy rằng là từ lúc mà mình làm YouTube đó, cũng có rất là nhiều em, nhiều chị nè thương mến mình đó, có những cái cây gì lạ lạ cái làm đều cho mình hết. Đó, đây nè, trời ơi, nó đặc biệt vô cùng luôn. Quá là đặc biệt luôn. Cô chú biết không, hôm nay là mình phải nói cho rõ ràng. Rõ ràng luôn đó, ông xã mình đó ha, đó, vậy nè. Sáng nào ông ra cái ông cầm ly cà phê bắt đầu cái ông nhổ. Ông thấy cái gì lú lú lên là ông nhổ. Mấy lần rồi cô chú, mấy lần rồi nha. Những cái mà mình trồng xuống đó, mình đang chờ đợi ông ra ông nhổ hết. Trời ơi, khổ dễ sợ không? Bây giờ ông ra tính nhổ nữa nè. Ông hỏi cây này cây gì đó mới trời ơi, cây bầu của tôi đó, làm ơn đừng có nhổ rồi đó. Có cái bệnh nè cô chú không? Bởi vậy cho nên cái khu vườn của mình nó sạch là cảm ơn chồng mình nè. Đó, vậy nè ha. Cho nên không có cỏ dạ ha. Nhưng mà cái điều lúc nào cũng phải nói làm ơn trước khi nhổ cái gì mà thấy chưa bao giờ thấy qua đó, thì làm ơn hỏi kỹ. Nhưng mà cô chú xem rõ ràng nè, mình có để cái miếng giấy nè, đó thấy không? Vậy mà muốn nhổ của mình luôn. Đó, giống như cây cỏ dạ. Đây nè, đó, cô chú thấy không? Mình để vậy đó mà ổng muốn nhổ dục của mình luôn à. Khổ ghê cô chú. Cái bông của mình đang gì nè, ổng tính giật nè. Trời ơi trời, ông chồng của tôi bệnh không có đi làm đó cô chú, mà ra đây ngồi như vậy nè, cứ ngó xuống khu vườn của mình coi có cái gì lạ lạ không. Đó, ông xã có thể màu vàng. Ông xã của mình đó cô chú biết không, ông rờ vô cái nào là chết cái nấy à. Mình nó đừng có rờ vô cái này, bông màu vàng nè cô chú. Đó, màu vàng ha. Phải không? Và đây là cái bông màu vàng. Hồi năm ngoái mình được tặng một nhánh có hai bông, nhưng mà bây giờ thì mình thấy chỉ có lú ra một bông thôi. Xem thử coi còn có chỗ nào nữa hay không. Trời rất là nóng, 82 độ F luôn. Bà ngoại rủ cháu ngoại đi đến chợ Phi để mua bánh ăn. Thường là thứ sáu mới có những món ăn ngon, còn trong tuần thì không có. Gần nhà mình có cái tên gọi là Ile Oriental Store. Chợ Phi có bán hộp dầu điều cũng như là bông chuối nè, nó gọi là banana plumbing ha, gọi là kim châm ha, để mình nấu những món miếng gà nè, đó cũng rất là ngon. Còn bên này cũng có cái lá gọi là cái lá thái đó, để mà mình nấu cà ri. Có rất là nhiều gia vị để cho mình nấu súp, chẳng hạn như là canh chua, cà ri thái, rất là nhiều luôn. Bánh trái thì cũng nhiều lắm. Còn cái này là nấm mèo, 5 đồng 99. Bây giờ mình chưa có thấy bánh trái gì vào hết, để lát nữa mình xem thử coi có hay không. Nếu mà mình muốn xào mì á, thì đây là những cái gia vị mình chỉ cần mua về rồi mình cho vào như vậy là được rồi. Sẵn đây thì mình chia sẻ ha, đây là những loại bún mình có thể mua về xào, nhưng mà cái bún này á, là gạo corn store. Còn cái mà mình mua á, mình thường hay chia sẻ cùng với mọi người đó là rye ha, cái loại này nè có hình con tôm đó. Mình chỉ cần ngâm sơ qua nước rồi đổ ra ngoài là mình xào với bún tôm nè. Đó, đơn giản ha. Rồi mì cũng vậy ha, nếu mà mình muốn xào mì đó thì đây là những cọng mì nè, mình có thể mua về. Mình chỉ cần ngâm qua nước cho nó mềm rồi mình xào thôi. Nhưng mà để ý ha, nếu một cái loại gọi là tapioca thì nó là có bột năng, còn loại thường á, thì là bột gạo ha. Đây. Còn miếng cũng vậy ha, ở đây thì người ta cũng có rất là nhiều loại miếng. Người Phi đó thì họ gọi là bún xào gọi là bihon, còn mình gọi là bún gạo xào ha. Thêm một cái thành phần mà mình có thể chọn lựa nữa đó, đây nè, có hình con cọp cũng là bún ha, nhưng cái cọng bún này nè nó lớn hơn chút xíu. Mình cũng ngâm qua nước lạnh rồi sau đó mình đổ ra rồi mình xào
rất là đơn giản, Hồng cũng chia sẻ qua rồi đó ha, có rất là nhiều loại luôn nè. Đây cái cũng là rice noodle đó, còn cái này á, là bánh phở nè. Nhiều khi mình mua phở á, đó cái này mình nấu phở ha. Còn cái này á, là miếng ha, để mình ăn lẩu á, mình nhúng vào. Đặc biệt á, là mình chia sẻ đây nè, là một cái loại miếng của Thái Lan, dễ nhìn và biết lắm, hiệu Thái Lan. Để ý thì ở dưới cái bịch đó có để cái chữ như thế này, và thêm một thành phần nữa thì mình thấy ở đây có hình một cái con này, mình không biết con này là kêu con gì nha, đó cũng dễ tìm ha. Khi mà mình vào chợ Phi đó thì có những món ăn mình thấy nó lạ và mình cũng muốn thử. Thí dụ đây là một loại chè ha, gọi là khoai môn lá dứa đó, rồi có cháo nè, đó rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra những món ăn này thì mình chưa có ăn qua cho nên cũng không biết là có ngon hay không, nhưng trước nhất là mình phải thử chè khoai môn. Đặc biệt hơn nữa khi mình vào chợ Phi á, thì mình thấy nó có cái chảo này nè, nó ngộ ha, mình đổ bánh xèo chắc có lý lắm ấy nha, tại vì nó tròn nè ha, mà nó có một cái cán nè. Bây giờ mình cầm cái chảo này ha, cái mình lắc vậy nè đó, không biết mình có nên mua cái chảo này để về đổ bánh xèo không ta, thấy thương quá hà, mà thấy nhẹ nè đó. Chắc làm thử ha, nhưng mà không biết bao nhiêu tiền để mình mua xem thử thôi, giá tiền là bao nhiêu mình đi ra hỏi ha. Nếu mà mình thích ăn chè đó thì đây là tất cả những loại đậu nè, cũng như là dừa non mình mua về ha, mình đổ hết, lấy cái nước mình đổ hết, không có lấy nước, rồi mình trộn chung, rồi mình cho đá vào ăn rất là ngon. Bán cũng rất là đầy đủ ha, đây là nước mắm nè, thí dụ như là nước mắm Việt Hương, nhưng giá tiền rất là mắc, mình không có mua ha, mình chỉ coi tự coi những cái chai nước mắm này bán là bao nhiêu. Cái nước sốt này nè, mình ăn chả giò cũng rất là ngon. Hai bà cháu đi chợ Phi về, mỗi người chọn một món. Món này á, là khoai tím nấu cháo có nước cốt dừa, còn cái này á, là chè khoai môn lá dứa. Hai món này mình chưa bao giờ ăn qua, nhưng hôm nay mình ăn cái món này trước. Còn cái này của cháu ngoại cho nên mình không có thử. Khi mà mình khui cái hộp chè này ra nè, đó cái hộp ha, mình mở ở trong á thì mình thấy cái hộp trắng trắng nhỏ nhỏ, cái này chắc là nếp đó. Rồi có thêm một cái gói nữa là cái gói này. Bây giờ cái này á, mình cho vào trong cái ly này, rồi mình cho nước vào, thời gian 5 phút là mình có ăn. Xem thử coi có ngon giống như cái hình này hay không ha. Này là hột nếp đây. Rồi bây giờ mình cho cái này vào đó, đó cái màu lá dứa nè, cũng vậy nè ha, có khoai môn nữa, rồi cho vào. Rồi nước thật là sôi, đổ vô đợi 5 phút là có ăn. Đơn giản lắm, người ta cũng chỉ cho mình bên này nè. Mình cho nước sôi vào thì mình thấy giống như là nó đang nổi lên trên mặt, ở mặt trên hình như là khoai môn. Rồi bây giờ mình đẩy lại, thời gian khoảng 5 cho tới 6 phút. Bây giờ đó thì mình cũng đã để hơn là 5 phút rồi, thì mình thấy nó đặt lại như thế này đó, nhìn cái màu cũng rất là đẹp ha, thơm thơm mùi lá dứa. Và đây đây là chè nè, mình múc ra như vậy nè đó. Thời gian mình cho nước sôi vào thì khoảng là 5 phút, nhiều lúc mình để hơn cũng được ha. Ông xã ăn rồi nhưng mà mình không có hỏi ông xã, để mình ăn thử coi như thế nào rồi chia sẻ cùng với mọi người. Mình mời cả nhà ăn. Ok, thứ nhất là không có quá ngọt, dừa. Thứ hai, cái mùi lá dứa rất là thơm. Thứ ba là khoai môn, người ta cắt giống như là hột lụa vậy đó. Thứ tư là cái nếp. Khi mà mình cho nước vào á, thì cái nếp nó không phải giống như mình nấu cháo ha, mình vẫn còn thấy là cái hột nếp đó. Thật sự mà để mua một cái ly chè của người Thái, khoai môn lá dứa cũng như là cháo ha, nhiều món khác mình đã quay trên video cho mọi người xem đó, thì mình thấy ăn cũng được đó, không đến nỗi nào ha, ngon, không ngọt. Còn để nấu cái chè khoai môn này thì hôm khác Hồng chia sẻ cũng rất là dễ nấu, nấu cũng rất là nhanh. Một câu nói mà mình thường hay dùng trong những cái video của Hồng khi mà nấu những món ăn gọi là nhanh gọn lẹ, ngon bá cháy, ngon té xỉu, thì những câu nói này thật sự ra chỉ là một câu nói vui. Còn có nhanh gọn lẹ hay không,
có dễ hay không thì cũng tùy theo mọi người nấu những món ăn cho gia đình. Món thịt cừu là một món ăn đối với mình á thì mình không có ăn, nhưng mà ông xã mình nè, cháu ngoại mình, con mình rất là thích món này. Cái dĩ này đó mình mua trong chợ Costco 18 đồng, có tổng cộng là 8 miếng. Trước khi mà mình nướng thịt cừu đó là mình phải để ở ngoài cho nó không còn lạnh nữa, ít nhất khoảng là nửa tiếng cho đến một tiếng. Sau đó đó thì mình sẽ dùng một loại seasoning gọi là Montreal Steak Seasoning, ở trong chợ Costco bán hay là các chợ Mỹ bán những cái hũ nhỏ. Mình chỉ cần rải lên ha, mình rải hai mặt rồi mình để ở ngoài khoảng 5 phút thôi, hoặc là mình không cần để ở ngoài cũng được. Nhưng mà cái lò air fry mình phải dặn cho nó thật là nóng 375 độ F. Khi đã nóng rồi đó thì mình cho thịt cừu vào nướng rất là nhanh nha, khoảng 5 phút là đã chín rồi. Rất là quan trọng khi mà mình nấu món thịt cừu là phải có rosemary. Cây lá rosemary nè rất là thơm. Mình có thể mua một cái chậu nhỏ để ở trong nhà, ngay cái nhà bếp hay bất cứ chỗ cái counter nào cũng được hết. Nó tỏa ra cái mùi rất là thơm, giúp không có muỗi cũng như không có ruồi vào trong nhà của mình. Đặc biệt hơn nữa là ở sau khu vườn, nếu mà mình có thể trồng một bụi á thì giúp rất là nhiều ha, muỗi với ruồi nó không thích cái mùi này. Vì vậy cho nên đây cũng là một loại lá thơm mà mình có thể trồng ở sau khu vườn. Một món ngon cuối tuần đó là thịt cừu. Ăn uống xong rồi, dọn dẹp cũng xong, kén bát cũng rửa xong để cho nó ráo rồi mình đi úp. Cuối tuần là một ngày lễ Mother's Day, ai nấy cũng sẽ bận rộn. Mình thì đã được con gái cho đi ăn cũng như tặng cho một bó bông rồi. Như vậy là cũng đã xong một ngày lễ Mother's Day hồi tuần rồi cũng như tuần này. Mình hy vọng rằng cô chú anh chị và các bạn cũng sẽ được con nè cho đi ăn hoặc là tặng một bó bông. Còn không đưa đi ăn, không tặng bông, nhưng dù sao đi chăng nữa các con có gọi lại là Happy Mother's Day, đó mới là quan trọng đối với mình, đúng không? Chỉ cần một câu nói thôi là bao la rồi. Chứ thật sự quà cáp chỉ là một cái gì đó thôi ha. Hôm nay mình mến chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày lễ Mother's Day tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy vui vẻ, tràn đầy tình thương của các con, các cháu. Và mình xin phép hẹn lại video ngày mai. Bye bye. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Nếu như vô tình xem được cái video của Hồng, xin cho một cái subscribe, like và share, vài hàng comment để mỗi ngày thức dậy đọc và hồi âm. Cảm ơn rất nhiều. Happy Mother's Day.